Mỗi ngôi sao bóng đá đều mang trong mình một giá trị cốt lõi, xây dựng cho mình một hình ảnh riêng. Và mỗi ngôi sao bóng đá đều có cho mình một khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải nhớ mãi. Đối với một trung vệ, có lẽ ai cũng muốn xây dựng bản thân trở thành một bức tường vững chắc, một chiến binh tận tụy, xông xáo, không ngần ngại lăn xả cứu thua cho khung thành đội nhà. Và chắc chắn sẽ chẳng ai muốn trở thành tội đồ với những tình huống phản lưới chớ trêu. Ấy thế mà cầu thủ hôm nay chúng ta sẽ nói đến có hai yếu tố đó. Chưa có ai sở hữu số lần đưa bóng về lưới nhà nhiều như anh, nhưng cũng chẳng có ai mang trong mình một tình yêu cháy bỏng đến mức sẵn sàng dùng mọi bộ phận cơ thể để che chắn cho khung gỗ nhiều như anh. Anh là Jamie Carragher. Nhắc đến Carragher, người ta sẽ nghĩ ngay đến một mẫu cầu thủ hội tụ tinh thần cống hiến, tuân thủ nghiêm túc, là người làm nền cho những người đồng đội tỏa sáng rực rỡ. Jamie Carragher là như thế. Anh chẳng bao giờ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn ở trên sân bóng, nhưng thay vào đó anh đóng vai trò thầm lặng vì những lợi ích lớn hơn. Trong khi tất cả sự chú ý hướng vào những đường truyền mê mẩn của Xabi Alonso hay Steven Gerrard và những bàn thắng vàng của Michael Owen, Fernando Torres, Luis Suarez, thì Carragher chính là biểu tượng của một tấm bùa hộ mệnh thổi vào một tinh thần rực lửa cho những chiến binh của Phượng Hoàng. Đóng sơ vin ra sân, dáng đi dõng dạc, những pha tắc bóng mạnh mẽ và khả năng khóa chết mũi nhọn đội bạn chính là hình ảnh của sự kiên định mà Jamie Carragher mang đến cho các Liverpoolian. Với các cầu thủ khác, họ ra sân thi đấu với những bộ kỹ năng thượng thừa, nhưng đối với Jamie Carragher, anh chỉ cần một trái tim cháy bỏng, một tình yêu sắc son để góp mặt trong hàng ngũ của đội bóng từ tuần này sang tuần khác. Có người từng nói rằng nếu huấn luyện viên có thể tung ra sân 11 cầu thủ với trái tim như của Carragher, ông ấy sẽ không cần làm gì cả. Và nếu nhìn lại trang sự nghiệp của anh thì có lẽ những lời nói đó càng có giá trị. Carragher đại diện cho kiểu cầu thủ nắm bắt được tất cả giá trị của một câu lạc bộ. Nếu Arsenal có Tony Adams, Manchester United sở hữu Gary Neville, thì ở Liverpool, Jamie Carragher đại diện cho điều đó. Đây là những kiểu cầu thủ không cần quá rực sáng trên sân nhưng lại là những bánh răng cốt lõi không thể thiếu để vận hành một cỗ máy. Trải qua thời gian rèn giũa tài năng ở cả học viện của Everton lẫn Liverpool, và lựa chọn cuối cùng của Carragher là nửa đỏ. Tại Liverpool, các tiêu chuẩn về chiều sâu lực lượng đã đẩy Carragher với xuất phát điểm từ một cầu thủ tấn công buộc phải lùi sâu hơn ở khu phòng tuyến. Hơn nữa, kích thước và tầm vóc của anh hoàn toàn phù hợp để trở thành một tấm rào chắn vững chắc. Vào tháng 1 năm 1997, dưới sự dẫn dắt của Roy Evans, Jamie Carragher có cơ hội ra mắt đội 1 tại League Cup. Vài ngày sau đó, anh được lần đầu nếm trải bầu không khí của giải đấu hấp dẫn nhất nước Anh trong cuộc tiếp đón West Ham. Và cũng chỉ mất thêm vài ngày, Carragher có bàn thắng đầu tiên trong màu áo The Cop trong chiến thắng 3-0 trước Aston Villa. Mùa giải 97-98, Liverpool sở hữu đầy rẫy những tài năng, bao gồm cặp sát thủ khét tiếng Michael Owen và Robbie Fowler. Hàng tiền vệ là sự kết hợp giữa một Jamie Redknapp ổn định, một Steve McManaman sáng tạo và một Paul Ince đầy kinh nghiệm. Jamie Carragher được xem là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bộ khung của đội bóng vùng Merseyside. Một cầu thủ có thể khỏa lấp bất kỳ vị trí nào được yêu cầu. Tuy nhiên, sự thất bại của bộ đôi huấn luyện viên Roy Evans và Gerard Houllier chính là hồi chuông khiến chiến lược gia người Pháp phát động một cuộc đại tu đội hình. Có người đến và cũng có kẻ đi. Ở thời điểm ấy, lòng trung thành và sự kiên định của Jamie Carragher chính là yếu tố để đảm bảo giá trị cốt lõi của câu lạc bộ vẫn tồn tại vẹn nguyên trước ảnh hưởng của các cầu thủ nước ngoài bắt đầu cập bến Anfield. Thành công của một nhà cầm quân lúc bấy giờ phụ thuộc vào 3 yếu tố: khả năng giành danh hiệu, khả năng thu hút nhân tài để phát triển tài năng và kỹ năng quản lý những cầu thủ đại diện cho giá trị của câu lạc bộ. Jamie Carragher được xem là một nhân tố phù hợp để giúp Houllier trị an phòng thay đồ. Mặc dù thi đấu thăng hoa trong mùa giải 98-99, nhưng ở mùa đó, Carragher phải chuyển sang thi đấu bên hành lang cánh phải thay vì vị trí trung vệ. Đến những năm tiếp theo, Carragher vẫn đóng vai một quân bài vạn năng khi liên tục chói sáng dù được xếp ở bên hành lang cánh phải hay trái. Không một thắc mắc cũng chẳng một lời phàn nàn. Carragher vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của vị chiến lược gia người Pháp. Hàng phòng ngự chặt chẽ đã giúp Liverpool giành được cú ăn 3 FA Cup, League Cup và UEFA Cup vào mùa giải 2000-2001. Và sau đó, chiếc cúp Community Shield và UEFA Super Cup chỉ tái khẳng định rằng cỗ máy của Liverpool đang vận hành một cách trơn tru như thế nào. Tuy nhiên, Carragher bắt đầu nhận thức được bản chất khắc nghiệt của bóng đá.
Năm 2002 chứng kiến một loạt nút trầm trong sự nghiệp quần đùi áo số của cầu thủ này. Chấn thương nghiêm trọng không chỉ khiến anh bỏ lỡ cơ hội đứng vào hàng ngũ của tam sư dự kỳ World Cup năm đó, mà còn đe dọa trực tiếp đến vị trí của anh tại Anfield. Trong một tập thể ngày càng phát triển dưới triều đại của Gerard Houllier, những Steve Finan, John Anrich lần lượt được mang về. Đây đều là những cầu thủ tốc độ, những người có thể giúp một Steven Gerrard phát huy tối đa năng lực ở phía trên. Và nghiễm nhiên, Jamie Carragher là người có tương lai bị đặt nhiều dấu hỏi nhất. Bài kiểm tra thực thụ của một cầu thủ đôi khi diễn ra bên ngoài sân cỏ. Kết quả của nó sẽ phụ thuộc vào khả năng kiên trì vượt qua nghịch cảnh của họ. Còn Carragher thì có lẽ giỏi nhất trong việc này. Năm 2003, mọi nỗ lực của anh được đền đáp khi được bổ nhiệm làm đội phó cho Steven Gerrard. Bất chấp quá trình cạnh tranh cho một vị trí chính thức đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Và cuối cùng, khi Rafael Benitez ngồi vào chiếc ghế nóng vào năm 2004, Carragher lại được tín nhiệm khi đứng cạnh Sami Hyypiä ở trung tâm hàng phòng ngự, qua đó tạo ra một mối quan hệ đối tác bền bỉ và cứng cỏi. Trải qua một năm 2004 thành công, Carragher được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ, một động lực to lớn để giúp anh bước vào giai đoạn rực rỡ nhất của Liverpool dưới kỷ nguyên của Rafael Benitez. Thời điểm ấy, Carragher đơn giản là kiệt xuất đến nỗi các tiền đạo chứ danh của ngoại hạng Anh đều phải vò đầu bứt tai tìm cách giải mã phong cách phòng ngự của Carragher. Đấu tay đôi 1-1 hay thoát khỏi sự kèm cặp của bộ đôi trung vệ người Anh lúc này luôn là một bài toán khó. Chưa kể thích ứng được với nhiều vị trí ở hàng phòng ngự, cảm quan không gian và điều tiết bóng của Carragher cũng gây khó chịu không ít. Nói cách khác, anh đã xuất sắc thực hiện được 4 điều mà bất kỳ một hậu vệ nào cũng phải tự hào ở thời điểm ấy. Buộc tiền đạo phải lùi sâu để tìm bóng, trì hoãn thời gian và không gian chơi bóng của họ, dập tắt ý định tấn công bằng những tình huống tắc bóng không khoan nhượng, và biết rõ để che lấp những khuyết điểm của bản thân. Đối đầu với những đội bóng sở hữu sức tấn công hàng đầu thời điểm bấy giờ như Barcelona, Bayern Munich, Arsenal và Manchester United, nhưng cả những Ronaldinho, Thierry Henry hay Van Nistelrooy đều lần lượt bị lu mờ trước một Carragher đầy năng lượng và khôn ngoan. Cái cách mà Carragher tắc bóng trước những tình huống cố gắng bứt tốc của các quái kiệt bóng đá thế giới luôn mang đến sự mê mẩn và một niềm tin vững chắc cho các Liverpoolian. Chắc hẳn các cổ động viên của đội bóng vùng Merseyside nói riêng và các tín đồ của trái bóng tròn nói chung không thể quên được đêm Istanbul huyền thoại trong khuôn khổ vòng chung kết Champions League 2005, nơi Liverpool đã hoàn tất mọi cuộc lội ngược dòng không tưởng trước AC Milan để bước lên bục nhận giải một cách thuyết phục. Bỏ qua các yếu tố chuyên môn, chỉ có những cầu thủ trên sân khi ấy mới hiểu được tầm quan trọng của cái gọi là tinh thần thép. Việc để bị dẫn trước 3-0 trong một trận chung kết tầm cỡ là thứ có thể khiến bất kỳ một đội bóng hùng mạnh nào vỡ vụn. Nhưng với Liverpool thì khác. Phượng Hoàng đã hồi sinh ngay trong trận cầu ấy, sức chiến đấu ngoan cường mãnh liệt và hơn hết là tinh thần. Tình yêu với chiếc logo bên ngực trái đã thổi vào các chiến binh áo đỏ một nguồn sức mạnh tuyệt hảo để lật ngược thế cờ. Cái linh hồn đó chẳng phải là xuất phát từ một Jamie Carragher luôn hừng hực cháy trong mỗi trận cầu hay sao? Trong suốt những năm phụng sự cho Liverpool, dù được yêu mến hay ghét bỏ thì người hâm mộ và các thế hệ cầu thủ đều học hỏi được rất nhiều từ một nhân cách lớn. Một tình yêu lớn từ Jamie Carragher đối với đội bóng. Hiếm có một cầu thủ nào bước lên từ cấp độ trẻ của học viện để rồi dành cả sự nghiệp của mình để phục vụ cho một đội bóng duy nhất. Hiếm có một cầu thủ nào sẵn sàng nỗ lực từng ngày để cải thiện bản thân, để tránh bị bật bãi khỏi một trong những đội bóng danh giá nhất thế giới cho đến những ngày cuối cùng. Và đúng, hiếm có cầu thủ nào yêu Liverpool nhiều đến vậy. 17 năm trang sự nghiệp lẫy lừng của Carragher cũng là 17 năm anh gắn bó cùng đội bóng thành phố cảng, là 17 năm anh từng bước trở thành một chứng nhân cho những thăng trầm của đội bóng. 739 trận đấu, 11 danh hiệu, có thể với nhiều người, Carragher không thể ngồi chung mâm với các bậc vĩ nhân của bóng đá cùng giai đoạn. Nhưng đối với các Liverpoolian, anh không chỉ là một huyền thoại mà còn là một biểu tượng, một hình mẫu mà tất cả các thế hệ kế thừa cần noi theo, là một Jamie Carragher độc nhất vô nhị.